Thời điểm tháng 5, tháng 7 thường là thời gian căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống. Tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 13%. Ra quân thực hiện tháng an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, hưởng ứng liên hoan du lịch năm 2024, Đồ Sơn, điểm đến 4 mùa. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, phát động tham gia cuộc thi chính luận và tập huấn kỹ năng viết chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu được nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 thành phố truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về xây dựng phát triển Hải Phòng, phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Hội nghị phát động tham gia cuộc thi chính luận và tập huấn kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới năm 2024. Ngay sau hội nghị, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố yêu cầu các cấp ủy tổ chức chính trị xã hội thuộc khối tập trung đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024 vào kế hoạch năm của đơn vị, lựa chọn nội dung chuyên đề đưa vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của tổ chức hội đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung và cam kết thực hiện học và làm theo lời dạy của Bác phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới năm 2024, bảo đảm chất lượng, mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian tham gia. Trải qua 10 lần tổ chức, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng đã trở thành sự kiện thường niên không thể thiếu và là một điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho nhân dân trong và ngoài thành phố mỗi dịp tháng 5 về. Lễ hội năm nay hứa hẹn sẽ là một lễ hội đặc sắc, mang nhiều dấu ấn ấn tượng, thể hiện cho sự phát triển mạnh mẽ, đột phá của thành phố trong những năm qua. Bên cạnh chương trình nghệ thuật đêm hội Hải Phòng bừng sáng miền di sản với các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, được tổ chức vào ngày tối 11 tháng 5 tại quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị Hành chính tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thì tại quảng trường Nhà hát thành phố, một sân khấu lớn sẽ được dựng lên và giữ nguyên trong suốt tháng 5 để các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật nhân dân của thành phố và du khách. Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết nhu cầu tiêu thụ điện cao điểm mùa khô tháng 5 đến tháng 7 dự báo tăng 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch cung cấp điện đặt ra trước đó. Theo đó, thời điểm tháng 5 đến tháng 7 thường là thời gian căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống, tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 13%. Con số này cao hơn so với dự báo trước đó khoảng 9,6%. Theo kế hoạch vận hành Hệ thống Điện Quốc gia năm 2024 của Bộ Công Thương, đồng thời Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia còn dự báo nắng nóng sẽ đến sớm trong năm 2024. Điều này có thể ảnh hưởng tới cung ứng điện cho hệ thống, đặc biệt là miền Bắc khi nhu cầu tăng cao so với dự báo. Đại diện A0 tính toán nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc khoảng 25.000 MW, tăng trưởng 10% một năm, tương ứng khoảng 2.500 MW. Nhằm nâng cao khả năng ứng cứu, hạn chế thấp nhất các thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, sáng nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng tổ chức diễn tập xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2024 với sự tham gia của gần 500 cán bộ, viên chức và người lao động đến từ 16 đơn vị trực thuộc công ty. Tình huống diễn tập là một cơn bão đổ bộ vào Hải Phòng với cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, sức gió gần tâm bão từ 90 đến 120 km/h. Do bão to, sức gió mạnh khi đổ bộ vào đất liền kết hợp với chiều cường đã gây nhiều thiệt hại, gây sự cố lưới điện và làm úng lụt cục bộ một số điểm. Do dông lốc cuốn các vật liệu xây dựng bay vào đường cáp quang, làm đứt tuyến cáp quang từ điện lực Kiến Thụy, dẫn đến mất kết nối kênh Escada, các trạm 110 kV Đồ Sơn, Hải Phòng 96, giám sát thu thập số liệu điều khiển các thiết bị trên lưới điện trung thế và quan điện lực Kiến Thụy. Trong quá trình đi kiểm tra, tìm và xử lý điểm sự cố đã xảy ra tai nạn, làm một công nhân bị thương. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Công ty Điện lực Hải Phòng nhanh chóng huy động lực lượng từ các điện lực cùng với Xí nghiệp Quản lý lưới điện Cao Thế và Trung tâm Thí nghiệm ứng cứu ngay cho Điện lực Kiến Thụy nhanh chóng khắc phục hậu quả, cấp cứu điện ổn định trở lại cho nhân dân, sơ cấp cứu cho công nhân bị thương. Buổi diễn tập đã diễn ra an toàn, hiệu quả, đạt được các yêu cầu đặt ra về khả năng triển khai và công tác chủ động ứng phó, khắc phục những thiệt hại do bão gây ra trong thời gian nhanh nhất, cũng như kiểm tra khả năng phối hợp của các đơn vị tham gia diễn tập.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu. Dự thảo nêu rõ thời gian cấp giấy chứng nhận lần đầu không quá 30 ngày làm việc. Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ theo quy định sau đây. Trường hợp đã được cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai theo quy định đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu thì nộp đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp chưa được cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai theo quy định đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu thì nộp một bộ hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu. Với mục tiêu tập hợp, đoàn kết phụ nữ cùng nhau phát triển kinh tế vượt khó vươn lên, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Lê Chân đã đồng hành và hỗ trợ nhiều mô hình kinh tế do hội viên làm chủ. Nhiều phụ nữ trên địa bàn quận Lê Chân đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho người lao động. Cơ sở sản xuất bánh mì của chị Vũ Hoàng Anh được thành lập từ năm 2012 với nguồn vốn ban đầu 70 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ hỗ trợ phát triển phụ nữ thành phố Hải Phòng. Đến nay, cơ sở đã phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ, đạt sản lượng hơn 1 vạn bánh mỗi ngày. Vào cuối tuần, sản lượng thường tăng lên tới 3 vạn bánh mỗi ngày. Từ những mô hình kinh tế nhỏ nhưng được sự hỗ trợ đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Lê Chân đã từng bước phát triển, trở thành những doanh nghiệp đầu ngành có vai trò dẫn dắt những mô hình phụ nữ khởi nghiệp. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh quan Thiên Thanh đã có hàng chục năm thành công trong lĩnh vực cây hoa cảnh, cung ứng cho thị trường các tỉnh thành phố đa dạng các chủng loại sản phẩm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hình thành và phát triển các mô hình khởi nghiệp. Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở tiếp cận và hỗ trợ cho cán bộ hội viên về nguồn vốn cũng như là tham gia các lớp tập huấn để nâng cao cái năng lực kiến thức thì các cơ sở đó đã ngày một phát triển hơn, vươn tầm ra các tỉnh thành. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Lê Chân đã liên kết, đứng ra ủy thác cho hơn 3.100 hội viên được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và kết nối Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố giải ngân cho các cán bộ hội viên phụ nữ. Các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ của quận Lê Chân đã tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp của thành hội phụ nữ, góp phần không nhỏ làm phong phú, đa dạng các mặt hàng thương mại của thành phố. Vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 8 tháng 4 tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 16R42052 do Nguyễn Văn Chính sinh năm 1973 ở Tràng Thành, huyện An Lão điều khiển, theo chiều từ xã Hồng Phong đi quốc lộ 10, đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 99B02150 do Nguyễn Xuân Đồng sinh năm 1972, thường trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ va chạm mạnh trực diện khiến người điều khiển mô tô tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy thêm hàng chục chuyến tàu trên các tuyến phía Bắc để phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, gồm các tuyến Hà Nội Đồng Hới, Hà Nội Vinh, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng. Trong đó tuyến Hà Nội Hải Phòng xuất phát tại ga Hà Nội có tàu LP9 chạy vào các ngày 27 và ngày 28 tháng 4, xuất phát tại ga Hải Phòng có tàu LP10 chạy vào các ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và tàu HP4 chạy vào ngày mùng 1 tháng 5. Với các tàu lập thêm này, ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi như giảm giá vé cho các đối tượng chính sách, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện tháng an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, hưởng ứng liên hoan du lịch năm 2024, Đồ Sơn điểm đến 4 mùa. Đợt ra quân thực hiện tháng an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị này nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn quận, đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm cao của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 và liên hoan du lịch năm 2024. Thực hiện kế hoạch tổ chức liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2024 với chủ đề Đồ Sơn điểm đến bốn mùa,
thì hôm nay quận Đồ Sơn tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Sau lễ phát động ngày hôm nay thì Ủy ban quận Đồ Sơn sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã ban hành, như tuyên truyền rộng rãi trên đài phát thanh của quận và trên trang Zalo về an toàn giao thông, để tuần tra trực chốt và tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Ngay sau buổi lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường trục chính của quận và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức lực lượng triển khai công tác bảo đảm trật tự đường hè trên địa bàn quản lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 10 phút vàng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.